Trước đó vào rạng sáng ngày 23 tháng 11, công an huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng đã mật phục tại thôn 4 xã Lộc Tân, bắt quả tang ba đối tượng Minh Phi và Phúc đang bốc một khối lượng gỗ lên xe ô tô vận chuyển đi tiêu thụ. Tại hiện trường, công an tạm giữ xe tải mang biển số 49C05784 và giữ 24 hộp gỗ xương gà. Khám xét nơi ở, công an huyện thu thêm tại nhà của Minh 16 hộp gỗ các loại, một máy cưa. Minh còn khai nhận bán một số gỗ cho các xưởng cưa khác toàn bộ số gỗ được khai thác tại tiểu khu 470 giáp đành với giá quyền đà tẻ. Được biết, tháng 4 năm 2018, Minh đã bị xử phạt hành chính 43 triệu đồng về hành vi khai thác lâm sản trái phép nhưng chưa đóng phạt.